trong đây là viện dưỡng lão quá cả nhà. Xưa hả chúng mình to suy cùa vì cả của chồng Nguyên á ở trong đây nè. Đa số trong đây là viện dưỡng lão, những ai mà người đạo Thiên Chúa á, cả nhà mới ở trong đây. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay hai chồng Nguyên đi với lại dì Tư, dì Út với lại mấy em chồng á đi vô dì dưỡng lão thăm dì cả cả nhà. Mấy người nó tới rồi. Thăm dì cả của Nguyên xong rồi cả nhà. Giờ về. Bây giờ hai chồng muốn về không phải về cả nhà, đi ăn sáng. Sáng đi ăn sáng rồi giờ ăn trưa nữa. Dốt kêu đi ăn sáng với bà. Kêu đi ăn bún gạo. Màu sáng hai chồng đi ăn bún gạo rồi. Sư bẻ nữa à. Sư lèo. Trông trông miêu chư là cái dùng tàu phú á. Dùng tàu phú á. À. Miêu. Chào sang sẻ xưa. Chồng Nguyên kêu em chồng Nguyên đi ăn cà ớt đi chứ. cái đầu em chồng nói ủa chị dâu không ăn hả? Chị dâu không thích ăn bún gạo hả? Cái chồng Nguyên nói sáng hai chồng mới ăn bún gạo. Vì hai chồng Nguyên về dì Tư với lại con của dì Tư về trước rồi. Dì Sáu với lại em chồng Nguyên á hồi đi về quê. Hai chồng Nguyên á thì ngày mai mới về, tại vì hôm nay á là nhà của dì Năm á ăn lễ Noel á cả nhà. Hai chồng gia đình chồng Nguyên á đi lên nhà dì Năm hết rồi, có mình ba chồng Nguyên ở nhà, cho nên hai chồng Nguyên không có đi lại nhà dì Năm. Hai chồng Nguyên về thẳng dưới quê luôn. Cực đau bụng. Sư chú rô phần thật chèn chú rô phần vào thôn vô xe lẹo. Hiền nói nó nói ăn bún gạo mà ta nuốt không trôi rồi à. Ở đây kế bên nó có cái siêu thị nè cả nhà, ở trong viện dưỡng lão kế bên này có siêu thị. Và hai chồng Nguyên đi ăn cà ớt hả. Xưa là xưa giao. Vì cả của chồng Nguyên á là bà Sơ cả nhà, là cô Sơ. Từ nhỏ cho tới lớn là chị cả của chồng Nguyên không có đi lấy chồng, là làm bà Sơ trong đạo Thiên Chúa á. Cho nên á, khi mà chị cả của chồng Nguyên á lớn tuổi già rồi đó cả nhà, cho nên nó hả người ta cho ở trong đạo Thiên Chúa, mà dành cho những người chởi lộn trong viện dưỡng lão, dành cho những người đạo Thiên Chúa cả nhà. Tại vì hồi nhỏ chị cả của chồng Nguyên á, cũng giúp đỡ những cái người mà trong viện dưỡng lão á, nuôi những bà già, những cô, những cái người mà bệnh tật á cả nhà. Cho nên hả khi mà cô già rồi, cho nên cũng ở trong viện dưỡng lão luôn. Hồi đó dì chồng Nguyên á đi nhiều nước lắm, cả nhà cũng biết rồi đó, bà Sơ mà người ta điều mình đi đâu thì mình đi theo đó vậy đó. Với lại dì chồng Nguyên giờ lớn tuổi cũng yếu nữa cả nhà ơi. Với lại hồi đó dì chồng Nguyên á là bị mổ não, với lại mổ cái gì đó, mổ sao bị ảnh hưởng á, cho nên bị liệt hết nửa người. Cho nên hả dì chồng Nguyên ở trong viện dưỡng lão sớm lắm. Với lại dì chồng Nguyên là cô mà, cô Sơ mà, bà Sơ á cả nhà, cho nên ở trong viện dưỡng lão những người đạo Thiên Chúa á, cho nên dì chồng Nguyên cũng gần nhà Nguyên rồi chứ không có xa cả nhà ơi. Trong đó chỉ dành cho những người đạo Thiên Chúa thôi à, chứ không có đạo Phật cả nhà, chỉ dành cho những người đạo Thiên Chúa thôi. Từ nhà Nguyên lại đằng viện dưỡng lão của dì cả, dì lớn của chồng Nguyên cũng chắc cũng cỡ 20 phút mà, cũng gần chứ không có xa. Giờ thì hai chồng Nguyên với lại dì Út với lại em chồng Nguyên đi ăn. Thì nãy Nguyên có nói với cả nhà đó, đó đi ăn hình như cũng hơi xa xíu, chắc cũng cỡ 20-30 phút gì tới á cả nhà, tại vì kẹt xe nè. Tao lèo à, xuống qua trình tao lèo à.
tới cả nhà, dì Út Nguyên tới luôn rồi. Ăn cà ớt là mình vô đây mình tự lựa cả nhà. Đi rau củ qua kinh chực á, dặn chầu tô cô đọc chết chứ cơ mỹ phần thăng nữa. Mình tự gấp, gấp xong rồi cái mình để lên quầy nè cả nhà. Cà ớt á, thì mình để lên quầy nè, mình nấu, mình ăn ăn bún gạo hay là phở hay là cơm đó, mình nói với cái chị này nè thì chị đó sẽ làm cho mình. Giờ Nguyên chồng Nguyên gấp của ảnh, còn Nguyên thì vô bàn ngồi với lại dì Út Nguyên. Dì Út Nguyên với lại em chồng Nguyên vô ngồi trước rồi. Quán này đông lắm cả nhà ơi. Vô đây Nguyên kêu ly la hán quả uống cả nhà, nóng quá trời nóng luôn. Ly la hán quả nước ấm á cả nhà. Nguyên tưởng đây ở đây có một nhĩ chứ, ai gì không có một nhĩ, phải có một nhĩ thì Nguyên uống. Tại vì la hán quả thì nó hơi ngọt á cả nhà. Với nị farm hả? Nị farm hả? Vui không? Sư nị đó hả? Bút sư chăng hả? Chồng Nguyên tưởng đâu người ta đem lên lộn không à. Tại vì chồng Nguyên lúc gấp vô thì không có lấy cá viên, mà trong đây nó có cá viên. Wow, đi qua y hoàng. Ủa dù y phân y hoàng đó. Hình toi xe à. Hổ qua cà ớt á, thường thì Nguyên đi ăn mình kêu xong rồi họ sẽ để bún gạo với lại cà ớt chung, mà chỗ này để riêng cả nhà, mà nó nhiều dữ lắm luôn. Hình toi rồi. Miêu rồi. Xỉ nha xưa à. Hình to và dì quý thao phân y quần bơ. Thao phân lẻn quần. Ở đây một phần ăn á cả nhà, nó có sẵn cá viên ở trong đây rồi. Hai chồng Nguyên lâu quá không lời ăn quên, không biết lấy thêm, lấy cá viên, ý rộn cà ớt nhiều lắm. Ai về chờ đem ra hết hồn chưa. Giờ ăn xong rồi chồng Nguyên đi tính tiền, chú này lại dọn bàn á. Chú đó nói tôi chỉ dọn bàn thôi mà cô chú có thể ngồi đây nha. Kiểu như chú nó cũng hơi ngại, sợ mình đuổi khéo vậy đó cả nhà. Đó chồng Nguyên đi tính tiền, với lại thường á quán này á giấc sáng á cả nhà, đi giấc sáng đông dữ lắm luôn. Cái này hai chồng Nguyên đi á, đi giấc trưa nè, cho nên khách cũng hơi vắng á cả nhà, chứ quán này đông lắm á. Chồng Nguyên nói quán này mở mấy chục năm rồi đó, chồng Nguyên ăn từ nhỏ tới giờ á.
Ở đây ngoài đường ta có bán. Bye. Ôi ôi, rơ ha. Bây giờ trời nóng á cả nhà. Đi đâu hả cũng rã mồ hôi chừng. Nắng kinh khủng á, ngồi trong máy lạnh mà chịu không nổi á cả nhà. Ây da. Giờ hai chồng Nguyên đi đi đo tủ, chồng Nguyên đi đo tủ. Đi đo tủ, chồng nói đâu xa lắm. Đi khoảng nếu không kẹt xe nửa tiếng, còn kẹt xe chắc cũng cỡ 1 tiếng mới tới á cả nhà. Ha, dì Út Nguyên với lại em chồng Nguyên á, thì bây giờ về quê rồi. Về quê để ăn kia bằng gì? Ăn bị cả nhà ơi, lễ Tết Noel đó. Hai chồng Nguyên giờ đi làm. Đi đo chứ không có làm, đi đo. Ở đây là bữa chủ nhật. Tết Noel, lễ Noel là bữa chủ nhật. Hả? Tết thì còn. Chồng nó lấy bánh không, lấy bánh Tết không, tơ bánh Tết để trong xe á. Cái người ta bán á cả nhà. Đó, là lễ chủ nhật. Nhưng mà bù lại thứ hai là tới bữa chủ nhật tới thứ hai. Thứ hai hai chồng Miên ấy ngày mai hai chồng Miên về quê tới thứ hai. Thứ hai hai chồng Miên mới lên lễ KL cả nhà. Nóng dã man. Chồng Nguyên đi đo tủ đó. Thôi video của hai chồng Nguyên đến đây kết thúc hơn cả nhà. Nguyên cảm ơn cả nhà đã xem ủng hộ video của hai chồng Nguyên nha. Mến chúc cả nhà một ngày mới thật là an lành nha. Xin chào. Xin chào các bạn. Tết Noel vui vẻ. Tết Noel. Tết Noel. Vui vẻ. Vui vẻ. Bye bye.